Rồi, chào chào các anh chị ha, chào Viên Ti ha. Thì đây là mình bên văn phòng anh Tô Nguyễn ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với bà ha là một cái máy in màu, máy máy in màu của Canon ha. Thì máy mình so sánh một xíu là máy in màu của Epson. Thì các bạn để các bạn có một cái tư liệu để các bạn có thể bỏ tiền để mua ha. Thì hai máy này trên tiền nhau, và một máy là tổng 7 thấp triệu 7 thấp triệu, một cái một máy tới 14 15 triệu 12 13 triệu đó, máy máy Epson ha. Epson thì chắc khi thì mình đánh giá thì mình nói thẳng luôn ở trước video này luôn, mình sẽ đánh giá nghiêng về cái máy Canon ha. Thì cái máy Canon thì nó chỉ xài được cái mực nước thôi, còn máy Epson thì nó xài được cái mực mực dầu, mực nước, nó xài được tất cả loại mực luôn ha. Nhưng mà mình thấy như thế này nè, thì khi mà các bạn xài ha, thì khi bạn xài máy in màu á thì chắc chắn màu về mặc dù là máy in màu nước ha, hay là màu mực dầu hay mực nước thì nó cũng pha màu như nhau. Thì cái mực dầu á, thì nó sẽ bền màu hơn, nó sẽ bền màu hơn mực nước một xíu ha, nó vẫn bền, nó bền màu hơn, nhưng mà độ phai màu thì nó vẫn phai, các bạn đỡ thì chắc chắn nó sẽ pha màu. Nó không giống như máy in laser thì chắc chắn nó sẽ bền màu nhất, nó sẽ bền màu nhất hơn. Mà máy in laser thì cái thuộc về cái mảng khác rồi ha, thuộc về cái mảng khác rồi. Thì mình sẽ không nói về máy in laser, mình sẽ nói về máy in phun màu. Máy in phun màu Canon á thì nó tốc độ nó sẽ nhanh hơn ha, thì nó nhạt mực thì nó sẽ ít nhạt mực hơn ha. Thì mình thấy cái những cái kênh khác, cái những cái kênh là cái đơn cái kênh mình thấy cái kênh photo ở bên chỗ miền Trung á, cái kênh mình không tiện nói lắm ha. Thì khi anh này nói là máy Epson thì nó bền hơn, thì bền thì chắc chắn nó sẽ bền hơn ha, nhưng mà cái độ tốc độ nhanh, cái giá thành nhanh ha. Mực lượng mực khi mình đổ mực vô thì nó sẽ lời hơn nè, tại vì mực của máy Canon nó sẽ rẻ tiền hơn, nó sẽ rẻ tiền hơn mực nước, tại vì mực nước nó sẽ rẻ tiền hơn. Cái thứ hai nữa, tốc độ in của máy Canon nó sẽ nhanh hơn máy in của Epson hơn. Còn cái anh kia nói là cái máy nó độ nó bền hơn, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cái mực nước ha, mực nước thì nó sẽ ổn hơn, nhưng mà các bạn xài mực dầu thì nó hay bị nghẹt mực lắm ha. Mình đang nói với là cái những cái cơ sở nào là in ít ha, ít in nè, ít in in số lượng nó không nhiều, số lượng nhiều thì nó cũng hay kẹt mực lắm. Mấy dòng máy in Epson thì hay bị nghẹt mực lắm, tốc độ nó chậm nữa, tốc độ nó chậm ha. Hiện nay thì những cái dòng hiện nay bên Epson ra những cái dòng mà 5290, 52, 52, 70 á, thì mấy dòng nó chỉ bốn màu thôi, nó bốn màu, tốc độ nó nhanh, nhưng mà mình không biết là nghẹt mực nó như thế nào không. Nhưng mà mình đang nói là máy in Epson là máy in Canon. Ở tiệm mình ở chỗ mình đang xài là một là máy 6770, máy Canon à, máy Canon 6770, và một máy là máy L805. Cái mức độ sử dụng nó cũng thấp lắm. Ví dụ mức độ sử dụng nó cũng thấp lắm, nó không có nhiều ha. Mà mình thấy là máy Canon nó in ổn hơn, tốc độ in nhanh hơn. Ví dụ khách nó vô in cần một in một bản in màu thì nó tốc độ nó in nhanh lắm, tốc độ nhanh hơn Canon in tốc độ nhanh. Cái thứ hai là giá thành nó rất là rẻ ha. Anh chị nào muốn mua máy in Canon không thì thử mà comment bên dưới ha, hoặc là thử liên hệ bên chỗ shop mình thử bán. Nhưng mà mình xin nói trước ha, mình sẽ bán, mình không có bảo hành ha. Ví dụ như là ví dụ mình bán ha, mình sẽ tới, mình sẽ giao máy, mình sẽ cài đặt driver in, rồi mình bán trong trong thành phố này ha, thành phố Hồ Chí Minh này ha. Rồi nếu anh chị nào có thể nếu chị mua nào muốn lắp mực ngồi ha, thì mình sẽ lắp luôn, mình sẽ mua cái đồ đồ mực ngồi mình lắp cho anh chị luôn ha. Còn giá thành thì anh chị nào muốn mua ha thì mình sẽ thông báo giá thành sau, tại vì máy bây giờ hiện thay giờ giá nó bấp bênh lắm, giá nó bấp bênh. Nhưng mà mình giá mình tầm khoảng 7 8 triệu vậy đó, 7 8 triệu một cái ha. Nói chung là giá này giá tham khảo thôi anh chị ha. Còn ví dụ anh chị muốn giá chính xác giá bao nhiêu thì mình sẽ liên kết bên thứ ba, mình sẽ giao máy ha, mình sẽ giao máy, mình sẽ cài đặt driver. Khi mà anh chị mua máy bên mình ha thì mà anh chị sẽ được cái thứ nhất là ví dụ như anh chị là ví dụ là máy
Mình sẽ không bảo hành, mình sẽ nói thẳng luôn ha. Mình sẽ không bảo hành cho anh chị, nhưng mà mình sẽ nói những cái gọi là những cái mình sẽ nói là những cái khi mà khi mà anh chị á xài á, thì anh chị mình sẽ nói những cái điểm hư vặt của nó, điểm hư vặt của nó ha. Cái thứ hai nữa mình sẽ chỉ cách sửa luôn. Ví dụ như là mình nói ví dụ lỗi lỗi nó bị ngạt mực, nó xin thiếu mực màu đỏ hay là thiếu mực màu xanh vậy, mình sẽ hướng dẫn anh chị luôn. Thì hướng dẫn nói chung là nó cũng dễ lắm. Máy in Canon thì nó lành tính ha, nó lành tính, sửa nó rất là nhanh, rất là dễ. Còn máy in Epson thì nó khi mà anh chị mua máy in Epson á, thì mấy anh chị chắc chắn là anh chị sẽ xài mực mực dầu rồi, tại vì xài mực nước thì nó không cạnh tranh nổi bằng máy Canon ha. Tại vì máy Epson thì nó in chắc chắn nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ đẹp hơn máy Canon, nhưng mà vừa độ bền hay vừa tốc độ thì nó thua thua Canon ha. Thì đây mình đánh giá, vừa là đánh giá của riêng mình thôi, mình xài như thế nào ha, mình thấy xài như thế nào thì mình sẽ nói như vậy ha. Thì anh chị nào, ví dụ anh chị nào bây giờ thở tham khảo bên những cái công ty khác, nhưng mà bên máy Canon á, các bạn lưu ý nha, lưu ý một cái điều là điều này sẽ tốn tiền ha. Khi mà anh chị xài máy in Canon ha, khi anh chị xài mực nước, không được xài mực over hay là mực dầu ha. Những mà anh chị nào xài mực over thì nó sẽ rất hay là nhanh hư đầu phun ha. Mình sẽ nói như thế vậy ha. Tại vì khi mà mình xài mực mực mặc dù là mực over ha, nhưng mà nó rất là nhanh hơi hư đầu phun ha. Mực Canon chỉ xài mực nước thôi, không xài mực over hay là mực dầu gì hết ha. Hồi trước mình đã xài một anh, nói chung là bên người ta bán máy thì ý đồ của người ta mình không rõ lắm ha, nhưng mà mình xài mực over thì mình thấy máy in của mình á, nó in nó kêu sọt 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 khoảng tuần sau lại hư luôn, hư đầu phun luôn. Thì mình không sửa được đầu phun, mình mua đầu phun mới mình dùm xài ha. Thì đây mình rút kinh nghiệm cho anh em nào muốn muốn sử dụng máy in Canon ha, thì anh em thì mình sẽ hỗ trợ thôi. Ví dụ mình bán máy thì chắc chắn máy nó sẽ mắc hơn, nhưng mà anh chị sẽ được một cái là mình sẽ tư vấn, ví dụ mình là những cái lỗi nào mình sẽ chỉ luôn anh chị cách sửa, cách chỉnh nó luôn. Nói chung là máy Canon thôi, nó dễ lắm, nó không khó, nó rất là lành tính ha, rất là dễ máy in Canon. Còn tốc độ nó nhanh hơn rồi, rồi tốc độ nhanh hơn, giấy mực thì nó xì rỉ hơn ha. Đó rồi, tóm còn lại cái video mình sẽ nói là giữa máy in Canon và máy in Epson ha, thì mình khuyên các bạn nên mua máy in Canon ha, in dịch vụ ha, in máy in Canon nè, in Canon. Khuyên bạn nên in mua máy in Canon ha, tại vì cái thứ mực nó rỉ nè, cái hai tốc độ nó in nhanh, tốc độ in rất là nhanh ha. Còn cái thứ ba nữa là giá thành mua máy in rất là rẻ, mà nó rẻ hơn Canon máy in Epson nhiều. Còn anh chị nào muốn còn bên Epson thì nó sẽ hay ngạt mực. Mình xài mà ở đây mình xài một cái máy Epson L805 và một máy 6770, mà đây phần L805 mình ít xài lắm, tại vì nó hay kẹt ngạt mực lắm, tại vì mình in số lượng ít mà, số lượng ít rồi in nó chậm, nói chung là nó chậm. Mình không thích máy in Epson nhiều lắm ha. Thì nói chung mình sẽ nghiêng về máy in Canon hơn. Thì anh chị nào có những cái comment nào ha, những cái góp ý nào ha, liên hệ bên comment bên dưới ha. Thì mình có bán máy luôn, ví dụ là anh chị nào trong Sài Gòn này ha, thì mình bán máy, mình nói chung mình sẽ không bảo hành, không bảo hành, mình bán máy mới luôn, máy mới 100%, cam kết là máy mới 100% ha. Rồi ví dụ mà những cái lỗi vặt nào mình sẽ chỉ anh chị, mình trong quá trình xài ha, mình đụng cái lỗi nào mình chỉ anh chị cách khắc phục cái lỗi đó luôn, rồi mình chỉ sao mà rồi cách là lắp mực ngồi á, thì mình sẽ chỉ anh chị luôn, mình sẽ lắp luôn cho anh chị luôn. Thì giá thành như thế nào thì anh chị có thể liên hệ bên mình ha, để tham khảo đúng cái giá ha. Thì đó là đây là một video để anh chị có thể là sử dụng, anh chị có thể một video có thể anh chị là lưu ý mua, nên mua máy in Canon hay là máy in Epson. Thì máy in Epson thì nó in mực dầu rồi, mực dầu, mực nhiệt rồi mực ấy, thì nó sẽ dành cho dịch vụ bên khác, còn mình là bên dịch vụ là in gọi là nó ít thôi. Thì anh chị nên mua khi mà anh chị sử dụng ít ha, muốn rẻ với thành ok thì anh chị nên mua máy in Canon.
À, mình khuyên các bạn là mua in Canon thì nó sẽ ổn hơn, tại in Canon thì ít ít giặt mực lắm, mực là hình như nó ít giặt mực lắm, ít giặt mực không, xài vẫn ổn. Còn chạy nào muốn mua mực, mua mực của máy in Canon à, mực tốt ha, mực ok thì mình cũng có bán luôn, anh chị nào có thể liên hệ bên mình thì mình có thể bán luôn máy mực của máy in Canon, mực nước ha, mực ít nước của máy in Canon mình xài rất là ổn nha, mực nước là xài rất là ổn của máy in Canon. Rồi, tạm biệt các bạn. Anh chị nào có muốn liên hệ thì có thể liên hệ bên mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn.